thái tử và thần giả xóa lên bờ sông xem xét sự tình, về trình tấu rồi tìm phương đối phó ra nghe. Tàu Đông Hải Long Vương, tôi là thủy thần đấm giữ mặt cửu Long Giang, vừa thoát chết nên trở về thủy cung thủy bao. Thái tử con ta và thần giả xoa đâu? Tàu Long Vương, thái tử Ngao Bính và thần giả xoa vừa bị Na Tra giết chết rồi. Trời, giết chết Na Tra? Na Tra là kẻ nào? Hình dạng nó ra sao? Cảnh khá trình tấu để ta huy động thủy binh lên trả thù cho thái tử. Tàu Long Vương, Na Tra là một đứa trẻ, miệng nó còn hôi sữa, nhưng cao lớn dình dàng, sức mạnh vô song. Nó xưng nó là con của Lý Tịnh, Tấn Hải Trần Đường. Nó thấy nước mát sông trong nên nhảy xuống tắm cho bớt nóng nực mà vậy đó. Không lẽ nó tắm giặt mà rung rinh cả đền đài cung điện? Hơn nữa ta với Lý Tịnh đã kết tình bằng hữu, đâu có quán thù gì sai con đi khuấy phá thủy trào, còn giết thái tử con ta chết quan chết đức. Tàu Long Vương, xin Long Vương hãy trả thù cho thái tử. Đúng vậy, ta phải gặp Lý Tịnh để tỏ tường tự sự. Bờ tương ca bên tôm, hãy phò giá ta lên khỏi thủy cung đài. Ủa kìa, Ngao huynh, lâu lắm mới thấy hiện hữu với thanh tể sát. À, thôi đi, tôi hỏi chú, tôi với chú đã kết tình bằng hữu, đâu có quán thù gì chú đã sai cái thằng Na Tra đánh cửu Long Vương để gây sự, làm đền đài rung rinh chấn động cả thủy cung, lại còn giết con tôi luật trời không kiên sợ. Vì thái tử là thần phong, là thần tử của thiên cao, để mới đi diễn binh về có hay biết gì đâu. Hơn nữa thằng Na Tra còn dạy còn thờ, chưa có đủ chi khùng, suốt tháng quanh năm không hề rời xa cha mẹ. Để đệ hỏi nội tướng của đệ coi, không lẽ nó chân tác quay tác yêu. Cha ơi cha, cha nè, con mới kiếm được sợi gân rồng nè. Đó, biểu cha đã làm cho nịch một áo giáp chơi. Đó, Na Tra con. Dạ. Chào bác đi con. Dạ, chào bác. Na Tra, có phải mi đã giết thái tử Ngao Bính hay không? Ủa, sao bác biết? Cái sợi dây này cháu mới rút từ trong người Ngao Bính nè. Đó, chú thấy không? Nó khai thiệt, chú hết được chối cãi. Chuyện tài trời có thể dung tha. Bố thằng súc sanh, sao mi dám giết con ta? Ta sẽ kiện cha con mi tới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái kìa, bác nói vậy bác là Long Vương Đông Hải đi sao? Trời ơi, Bình Tâm Tiên Ca ơi, bà ơi, nó còn hỏi chọc tức tôi nữa nè hà bá. Mày đừng chọc tức tao, tao sẽ kiện tới Thiên Tàu. Còn chú, tôi với chú cũng không còn tình nghĩa. Thái tử con của tôi là thần mưa thần gió, còn giả xoa là tướng của trời phong. Các người đã động tới thiên đình, tội trong tam nhật, Ngọc Hoàng sẽ trị tội tam tộc tru di. Chào các người ta đi. Ngao huynh, Ngao huynh, Ngao huynh. Dạ, chứ đừng có sợ, dù cho kiện tới Thiên Tàu đi nữa, Long Vương Đông Hải không làm gì được cha con mình đâu. Câm miệng lại, ta giết chết bây giờ. Kìa, có chuyện chi mà tướng công lại nạt nộ con của tôi dữ vậy à, tướng công? Ta tu chẳng thành tiếng, phụ nhân sanh đẳng quỷ. Cái thằng Na Tra vừa mới giết người, tôi vừa phụ nhân ắt mắc tội với trời. Còn con dữ mẹ cha có điều liên lụy. Việc chi mà mắc tội với trời lẫn? Bất quá con mình nó sát nhân, thì mình năn nỉ mình thường tiền thường bạc chứ có khó gì đâu. Nhưng đâu phải nó giết người phàm, mà nó giết thật con của Đông Hải Long Vương, một vị thần của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trời, thật vậy sao Na Tra? Con ơi, công ơn mẹ cứu mang ba năm, có lẽ
mới sinh con ra đời, con đã khác phàm nhân. Từ hình thù dốc dáng cho đến sắc diện tay chân, chưa đầy 6 tuổi mà con cao gần 6 trường. Mẹ những tưởng con là siêu nhân thần thánh, trong lúc cha con đùng đùng nổi giận cho con là một quái thai hay kiếp đọa căng đàn. Con giết con đi, nhưng mẹ nắng đi cạn lời. Dù sao cũng là giọt máu kết tinh bởi tình chồng vợ, nên con mới còn được sống tới ngày nay. Rồi bây giờ con còn nở áo còn dai, con lấy đền trả ơn mẹ cha bằng án sát nhân thượng dân. Na Tra ơi, con còn ngây thơ cờ dài, sao lớn mật to gan động tới ngoài trời. Đông Hải Long Dương đã đầu cao viên ngọc hoàng rồi. Nội tám nhất cả dòng họ mình chết hết bởi lưỡi búa của Lôi Thần. Trời! Dạ thưa cha mẹ, nay con không còn có thể giấu cha giấu mẹ. Thật ra con chẳng phải là người phàm tục. Na Tra này chính là học trò của Đại Tiên Thái Ất. Hiện thầy con đang tu luyện ở Động Kim Quan, con được đầu thay làm người để sau này thế thế an bang. Bởi vậy con mới có 2 phép màu hỗn thiên lăng và càn khôn quyền. Bất quá mạng thế mạng con làm con chịu, chẳng liên lụy chi đến tấm mạng của sống đường. Bái biệt cha mẹ con về Động Kim Quan, nhờ sư phụ con tìm phương giải cứu. Tướng công coi kìa, một cơn lốc mịt mù cát bụi. Con trẻ đâu rồi, sao mình không thấy tâm hơi? Ôi, chết đâu thì chết khuất đi cho lãnh nợ. Phụ nhân nghĩ coi, mới có chừng đó tuổi đầu, nó dám gạt tôi với phụ nhân. Nó là con thánh con tiên, không chừng cơn lốc kia là binh tướng của Ngọc Hoàng đã cuốn nó đi lên trên thượng dưới. Lạnh đang rơi đầu về cây tội sát nhân, rồi cũng đâm lửa tội với phụ nhân. Có vợ chồng lý tình có hay không, mau mở cửa ta vào đi hạch tội sát nhân. Tướng công ơi, ai gọi trước dinh đường? À, người là thạch đó là một đại ân nhân. Dạ kính chào nương nương, Lý Tịnh tôi thật là kẻ vô tình, không hay nương nương tới cho nên chậm ra nghênh tiếp. Cô Lý Tịnh, dạ ngày nay ngươi được phong quan trấn ải trần đường, ngươi còn nhớ nhờ ai không vậy Lý Tịnh? Dạ kẻ thọ ân này làm sao quên được thạch cơ nương nương. Nhờ nương nương nói dùng cho thầy của tôi là Đỗ Ách Chân Nhân, nên ngày nay mới được hưởng phòng vinh hiển. Vậy chứ tại sao ơn kia ngươi chưa trả, mà nghĩa đó đã phủ rồi? Học trò ta là đồng tử Bích Dân, đang thơ thẩn sông chơi, hà cớ chi nhà ngươi lại giết? Trời, thật là quá vô đơn chi, phước mất trùng lai. Tay kia chưa dứt nạn này lại tới. Bẩm nương nương, tôi không có làm, tại sao bắt tôi chịu tội? Ai giết người sao lại bảo rằng tôi? Vậy chính ta hỏi nhà ngươi, cây cung thần đẩy trấn ải quan với 3 mũi tên trên đầu binh khí có còn nguyên hay đã mất? Dạ đó là bảo vật linh thiêng từ ngày vàng có lưu truyền, tên gọi là Càn Khôn Cung và Chân Thiên Tiên Thần Phong. Kẻ phàm nhân làm sao di động một binh khí có sức nặng ngàn cân? Không tin mọi đường mượn đến mặt thành sẽ hán tường sự thật ra sao? Càng khôn nhất định vẫn còn với 3 mũi tên thần không sai. Phải cần lên nãy, ta
cũng biết chỉ còn có hai mũi tên, vì mũi tên thứ ba hiện ta đang nắm giữ chính chân thiên tiễn này giết chết lòng tử Bích Dân. Trời ơi, chân thiên tiễn và càng không cung đối với kẻ phàm tục như tôi, làm sao dương cung bắn nổi. Thạch nương ơi, chẳng qua là lý tính này đã tới thời suy dẫn rủi quả gửi tay bay, nên phải hứng chịu quan tình. Xin nương nương hãy càng phép cùng suy mà mở lượng khoan hồng, cho đệ tử tôi đại tìm ra thủ phạm bằng trong lý tình. Xin nhận tôi quen gian, ôi 25 năm trời làm tấn hải quen, ai ngờ bây giờ thời suy vẫn bị thà ta được chết mộc thay da ngựa, hơn sống nhờ dân vàng cổ đèn. Được, ta bằng lòng cho ngươi khất lại vài hôm để ta tiếp kẻo kêu này quan ức. Nếu tìm không ra, ngươi đừng quan trách thạch cô này sao nghĩ nợ xuống tay đâu. Thôi, tao đi. Tướng công đoán thử xem trong ải này có ai đủ sức dương cung tả tiễn. Chắc lại thằng quý nhỏ Na Tra, nó thường hay gây việc vấn tài trời. Có lý đâu con mình, tuổi nó mới có 35 mà nó khéo đặng cung thần của tiên đế. Dạ, cha mẹ, là cha mẹ con mới về. Na Tra, dạ, mày đi đâu về đây? Thưa cha, con đến cửa trời đoán bác Đông Hải Long Dương, xin thôi việc chuyện thưa và rước bác về đây để cùng cha mẹ nói lại tình bằng hữu. Dạ, xin mời bác. Dạ, 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 xin mời bác. Mời Đông Hải Long Dương vui chân bước lên đường, đi về đây để viếng lòng sông đường và để kết lại mối thâm hận, nhau vui vẻ quên hết bao hận. Sợ nặng nhọc quá cho nên quá phép bắt biến thành con rắn, con mang đi cho nó nhẹ. Hiện hình lại đi bơ bác Đông Hải Long Dương. Biến kìa Ngao Huynh, sao thân thể của Ngao Huynh ra nông nổi này, đầy di tróc giải hết nửa thân mình, chắc không dằn cơn đau nhất. Thôi đừng có hỏi nữa, con của chú cứ theo kè kè bên tôi, lớn thầm cửa trời đâm đá tơi bời. Còn dùng mùa yêu rồi nhà qua phép tôi tróc giấy đầy đi, biến thành con răng nhỏ bé
đem về cho chúng ngạo nghệ. Tôi sẽ hội phí đề mời Long Dương thứ hai lên đời kiện. Tôi kiện thêm lần này nữa, thử coi chú và con của chú có làm gì được không. Chào chú. Trời ơi, quan gia tương báo, chuyện này lại thêm tội 10 phần. Con nói là cha khỏi lo, sư phụ con dạy con phải làm gì đó. Thôi đừng có lao nữa, bớt cái thằng khổ nghịch. Mỹ đã bảo sau này giúp nước phò vua, sao còn nhỏ không có chịu rèn cung luyện kiếm. Dạ chuyện đó hả cha. Chuyện gì với chuyện đó thì cha khỏi lo. Hồi sớm mai này con lên chơi trên lầu binh khí, thấy sẵn cung thầy con liền bắn một mũi về hướng Tây Nam. Tên chân thiền dùng dục tựa sấm rền, nhìn về núi khô lâu còn thấy khói tỏa đen mù và mịt. Quỳ đến nơi thấy chưa bà ơi, là cha con sao nhúng tay giết người. Con giết ai đâu ngoài Ngao thái tử, mày giết đồng tử của thần nữ. Bà vừa đến đây để đòi mạng tao hả? Thần nữ ở núi nào? Ở núi khô lâu chứ còn ở đâu. Đi đi ngay chứ tao giờ đây. Đi thì đi chứ con có sợ gì. Núi khô lâu nào đâu còn không biết. Tao biết tao dẫn mày tới. Tới đó làm gì với cái bà thật tơ. Rồi tới nhà sẽ biết liền. Nếu lôi thôi bà đừng có trách con. Na Tra con. Dạ. Có chuyện chi mà giải cứu chết vậy con? Bẩm sư phụ, thạch cơ vô quan cho đệ tử giết chết học trò, rồi cầm gươm rượt chém đệ tử nữa, rồi đoạt luôn Hỗn Thiên Lăng và thâu luôn Càn Khôn Quyển. Thấy vì khổng chạy về sơn động, xin sư phụ cứu đệ tử một phen. Mày là đồ quý đồ yêu. Thôi mau ra sau vườn mà trốn, để ta định liệu. Dạ. Chào đạo huynh. Không dám. Chào thạch cơ chủ nhân đậm khô lâu. Thằng Na Tra môn đệ yêu quý của đạo huynh nó có chạy vô đây vậy không đạo huynh? Lúc nguy khốn có thầy nào nỡ bỏ rơi đệ tử. Thạch cơ nương nương cũng có học trò, cần gì phải hỏi những câu mắc mỏ xa xôi. À, có nghĩa là đạo huynh muốn che chở tội lỗi của học trò. Này đạo huynh, xin đạo huynh không cho binh Na Tra. Sao thạch cơ nương nương lại giận dữ? Tôi hỏi đạo huynh không giận dữ sao được? Thì thằng Na Tra đã giết nát học trò tôi là bích dân đồng tử. Còn ấy có phép màu là càng khôn quyền dưới hổ thiên lăng. Đã là nuôi đánh tôi còn thách đố với tôi rằng nếu có giỏi thì tôi
động kim quang cùng đạo huynh so tài cao á. Bởi thế cho nên đường đường mới tới đây đòi tôi tỉ thí à. Vậy bần đạo xin sẵn sàng à, họ giao tài nghệ của thật là cơ à. Không không, tôi đến đây chỉ mong đạo huynh cho gặp mặt đưa học à. Đạo huynh binh đệ tử, tôi e có nhiều phiền à, muộn à. Có chi đâu mà phiền muộn nhau. Nghĩa là đạo huynh cố tình che chở cho nó ra. Nếu muốn kêu tôi sẵn sàng đi kêu, nhưng phải thưa cùng giáo chủ, ngài đang ngự ở Ngọc Hư Cung, ngài mới đủ quyền hạn tử phân. Bởi Na Tra có cùng thiện mệnh, xuống dương tầng giúp nước bò vua. Chứ không phải đại huynh tư gì, dọa vật nữ nghi mượn danh giáo chủ để chở che cho một đứa học trò. Truyền sát khi nhân màng thai ấp giam xem mà thì đạo huynh còn cậy quai hùng, thì hết nghĩa hết tình đành đâu biết cùng nhau. Hạch cho nương nương là kiếp giáo đạo ta, còn ta là đạo chính ở trên trời, đã tu luyện lâu đời nên nhiều tiếng quá thần thông. Bơ đạo huynh, đạo nào cũng trọng, cơ sao lại chê bai đạo dưới đất, đạo trên trời. Đạo tuy một thể, sông có thấp có cao, nếu chẳng tin mời nương nương xuất thủ. Hạch cơ, ngươi còn non nớt lắm, không lo tu luyện lại muốn đua tranh, đã tới cửa lành còn quan làm khó dữ. Thôi thôi, chữ nói dông dài, đã không biết dạy còn bính học trò, chính đạo huynh mới là kẻ theo tà đạo. À thôi, số trời đã đến, khiên nàng chống cự với ta, cốt ngươi là đá, ta sẽ biến nàng trở về số kiếp vô tri. Hồ biến à, trời. Bây loài yêu cho lòng yêu thái đô tu hành, cho ngày sau màu vương vào coi phẩm, để công muốn công tu hành cùng màu yêu ba đi con. Sắc huyện nguyên hình là một khối đá trắng, nhờ nước nguyệt sang xoay, nhờ âm dương gầy dương mới thành. Ôi cũng bởi lửa trong thân không dằn, nên lửa ngoài thân mới hay. Hai ức đạo huynh ơi, tạch câu đành mang thân chiến bài. Trước bùa bát quái ta đành bó tay, mặc cho quả lòng tiêu rụi một công trình. Tối ta dùng đường tu nên chứng quá chưa thành, phép tà đạo dù có hơn cũng là bất chánh, trai với luật trời nên đoạn mạng thạch. Ôi phần phần lửa dậy mờ mịt khói tuôn, nung nấu ta trở về kiếp đa, cũng do nơi ta không nghe lời giáo chủ, nên ngày nay hậu quả thật thi muôn.
ơn sư phụ. Đội ơn sư phụ đã cứu tự cho con. Muôn đội ơn sư phụ. Đệ tử ơi, bởi thật cơ tâm còn nóng này, tu mà còn ham sát sinh, nên chẳng phun số thần. Hãy lấy đó làm gương sửa nết con người. Con dâng lệnh đầu thai để họ châu diệt tổ. Trong bán phong thần sẽ làm chức tiên thân. Nhưng hiện giờ cha mẹ con đang tâm ải quán, bị Tư Hải Dương dâng lệnh trời bắt tội. Con phải về ngay cho toàn bề hiếu hảo, chịu lóc thật già mới cứu nổi sanh. Sư phụ ơi, dù con đây có cung thiên mạng, nhưng cũng còn ơn cha mẹ dưỡng sanh. Con phải về ngay để gặp Tứ Hải Long Vương, xin thế tội cho cha già mẹ yêu. Dù hồn phách này có phiêu diêu bất tưởng, cũng còn đạo làm con tin những lời sư phụ truyền ban, dù bị cực hình cũng hỏa lòng mát ngay già dưỡng sanh chi tạo biến đời hồng mắt giả rồi lấy cả nợ cù lao. Ôi tướng công, tướng công ơi, chết tiếp rồi tướng công. Na Tra con ở đâu? Ôi con ơi, xác thân đau đớn khôn vàng, con ở nơi nào có hay? Mẹ cha thân xác đọa đày, tội con làm mà liên lụy đến mẹ. Dẫu có chết cùng đừng xót xa, muôn sự cũng tại bà. Đã không nghe lời của ta mới sanh ra bà bảo giết cho rồi. Bà lấy lục khóc lóc gian sinh, để cho đến bây giờ nó gây khổ sầu cho mẹ cha. Thằng Na Tra nếu về đây gặp ta tận mặt, thì Tứ Hải Long Vương mới tha thứ tội tình. Bằng không ta sẽ tiếp tục hành hạ các người cho nuôi quốc thần quan ức của con ta. Tướng công, hãy đánh nở đi Hải Long Vương Tư Hải. Ta đã được lĩnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, thì còn sợ chi phép nước ngoài trời. Hãy khai cho mau thằng Na Tra trốn ở nơi nào. Nếu nó có về đây ta sẽ tha tội tớ. Bằng không các người máu đổ thịt rơi. Thần thù này biết thở nào người tha tử con. Hồn phách con đang cứu trời thiên giật. Hãy ghé về đây gót niềm quan ức.
đánh nữa đi chứ gì Long Dương. Đánh cho tới khi nào thằng Na Tra nóng lòng về đây cứu tôi. Na Tra ơi, cảnh tình này con đâu vô chân. Tội con làm để mẹ cha gánh chịu. Mẹ thương con ngày đêm cho bữa nắng nghĩa dày chính giữ cùng lâu. Giờ dương tội tại trời con bỏ mẹ đằng sau. Con bỏ trốn đi đâu sao không về cứu mạng. Ôi cha mẹ sanh con còn trời sanh tính. Là kẻ trần gian sao dám động tới thiên đình. Ôi than khóc làm gì cho mệt chi bận tâm. Hãy cầu nguyện cho linh hồn vợ chồng mình siêu thoát. Tướng công ơi, tôi đã thấy hơi tàn sức kiệt. Chịu trận roi này chắc phải chết mà trời, phu nhân, lấy tỉnh ba phu nhân. Trời ơi mẹ, cha, cha mẹ ơi, con là Na Tra đã kịp về đây thê mãn sống được. À, Na Tra, quân bay bắt trói luôn cái thằng tiểu tử đó. Nó đã dẫn sát hồn về đây cho ta trị tội. Khoan đã, ta có mắc tội là tội với trời. Một người làm quấy, một người chịu tội. Hà cớ chi các người lại hành hạ song thân. Ta giết con ngươi thì ta đền mạng. Cha mẹ ta không can dự. Dù ta là linh châu tử của thiên cao. Dân lệnh học thư cung xuống đầu thai để giúp dẫn cho minh quân. Nhưng cũng giữ tròn hiếu đạo kẻ làm con. Dẫu cho nài này nát thịt tương tan. À, hay lắm hay lắm. Ta khen ngươi hỏi thằng tiểu tử rằng con. Giờ mi muốn gì hãy nói mau đi. Rồi ta sẽ chịu theo ước muốn của mi ngay. Ta xin Tư Hải Long Dương hãy buông tha cho cha mẹ ta. Na Tra này tự lấy dao lóc thịt chặt xương để đền tội mình giết thay tử con của Long Dương. Và cũng là để đáp đền con cháu mẹ. Cha mẹ ơi, nay con đã quyết đền ơn vũ lỗ và trả nghĩa cù lao bằng cái chết đớn đau của một kiếp con. Vì con mà song thân phải gánh tội tại trời. Để quả cho mẹ cha lòng nào không đau xót. Gây nạn cho sông đường con thêm tội bất hiếu gì. Thôi thì ba lại này con lại mẹ lại cha. Rồi tự tay con cầm gươm lóc thịt. Cho hình hài này còn trở thương tốt để đền ơn dưỡng dục sanh thầm. Trời, Na Tra con, trời ơi mau mê lay lắng. Xương thịt tan tành, lòng dạ thảo ngay khiến cha đi đứt từng đoạn ruột. Na Tra ơi, ngươi đã khiến ta xúc động tâm can. Đạo làm con như ngươi thật là hiếu thảo trên trần gian. Này tìm đâu được một người hiếu thảo Na Tra. Thần thù kia cũng đã coi ta mãn đành mãn chắc vui hồn thái. Ly tình nơi thù xưa không còn nữa. Dù đôi ta đã đoạn nghĩa chung bằng. Na Tra ơi, lần đầu cha mới biết thương con. Thì con đã qua ra người thiên còn. Na Tra con té đâu rồi. Mưa gió tơi bời như khóc một tình thâm.
lên hồ xuống. Tên nhiệt đồ hội sư phản phái, nếu không trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn thì làm sao ta dám nhìn mộ liệt tổ, dám trường mặt giữa chung võ lâm. Nhưng đối với Xuân Nhi, ngoài cái nghĩa sư sinh, còn bên trong thì tình như ruột thịt. Sư ca ơi, còn những năm dài tháng rộng mà thương yêu chồng chất đến khấm giá nắng lòng, còn biết bao là kỷ niệm buồn vui thương tuổi khi đã mến tiên quen ngươi. Trời ơi, đâu có thể trong phút giây ngắn ngủi mà quên đi cho được. Nàng chớ có lắm lời bào chữa cho kẻ phản loạn. Ngoài tình sư đệ, ta còn nghĩa vũ trưởng môn. Chàng vẫn một giá sắc đinh. Khi một trưởng môn nhân quyết định. Sư phụ ơi, người ta đã vu oan cho con tội chiếm đoạt quyển tịch tà kiếm phổ. Trời ơi, có phải chăng thiên thác đổ ngàn xa xuống tận lương tri, người đi mang quan khổ, có miệng mà không được nói nên lời. Đời đời con ghi nhớ, trong giấc ngủ con cũng thầm mơ được gọi tiếng Xuân Nhi. Xuân Nhi này phải ra đi, nhưng tâm tình nó vẫn mong còn lưu lại trong lòng hiền mẫu. Người ở lại xin dùng thương dùng nghĩ, cho kiếp dài dầu ngoài hải giác. Con hứa giữ trọn lòng quân tử, lìa Hoa Sơn những giả cố Hoa Sơn. Ta cũng đã hết lòng biện giải, nhưng sư phụ ngươi vẫn một giả sắc tinh. Con chỉ trông cậy vào sư nương để bài giải nỗi. Trời hỡi, sao những quan ức này không thấu đến thiên đình. Lĩnh Hồ Xuân, tên của mi chấn động võ lâm, vì lòng giả quá bạc đen hay vì hào tình ngạo khi. Không, con vẫn là Lĩnh Hồ công tử của Ca Lâu, với ma đầu vẫn kiên danh Lĩnh Hồ đại hiệp. Và suốt đời lòng ta vẫn còn lưu giữ hai chữ Xuân Nhi. Ôi đồi cao núi cao hơn đồi, rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca. Trời chim cất tiếng ca, nắng lên đây rồi ngàn hoa nở đây rồi ngàn hoa thắm nở mênh mang. Bầu trời đẹp xanh xanh, chim ca rền trong nắng, hát hát ca ca vui đùa. Lòng mình đẹp hơn tranh, xa xa ngàn hoa nở, gió đưa hương ngập trời. Ôi đồi cao núi cao hơn đồi, rừng nhịp đàn theo tiếng gió ca. Nhạc Hiền Tỷ, nhạc Hiền Tỷ tiến bộ rất nhanh.
đó là nhờ Bình Đệ tận tình chỉ dạy đó. À, vậy thì nếu mà trò hát sai á thì thầy phạt quay mặt vào vách đá nghe không? Hàm lắm. Thôi, bây giờ trò ở đây chờ thầy hái trái chín đem về lót dạ rồi chúng ta hát nữa nghe không? Bình Đệ, mau mau nha, không tới giận à. À, đi nghe không? Nhạc Thiền Muối. Xuân ca đến đây để nói với Nhạc Linh Sang những lời giá biệt, để nhìn lại lần sau cùng hình ảnh Minh Phương. Để rồi mai đây khi rời khỏi qua sân, ta sẽ mang theo hình bóng Nhạc Linh Sang trên vạn nẻo đăng trình. Ta muốn ở lại qua sân cho đến hết cuộc đời, dù phải phạt trọn đời không xuống núi hay lên Tư Hoa Nhai, ngồi nhìn chết đã đến trăm năm. Linh hồn xuân này có thể xa lánh cõi trần gian, nhưng xin đừng buộc nó phải lìa xa môn phái. Ôi cây cỏ hoa sơn suốt đời ta yêu mến, giây phút này đứt ruột lìa xa. Ước gì có dài chung tiễn biệt, để ta say với lời lẽ chia ly. Ước gì có trầm thôn nhang quê, sống lên đây ước ngọt thương tình. Lính hồ đại ca, lính hồ đại ca ơi, hào tình đó còn sáng ngời như tinh tú. Ngạo khí kia ngút tận trời xanh, buổi chia ly có cần gì hương sông xả ướp, mà vẫn ngọt ngào mùi nhớ hương mong. Có cần chi đắng trái ngọt rượu nồng, nhưng lòng vẫn thấm vẫn say đời lãng mạn. Trái ngang sẽ chìm quên theo ngày tháng, dù sắp lìa xa xin chớ quá đau sầu. Ôi không rượu đắng vẫn mềm môi ly biệt, lễ nào rơi giây phút sắp xa nhau. Không không, chúng ta đã xa nhau và xa nhau từ dạo đó. Từ dạo vách núi qua sân gian dối, khúc sân ca phúc kiên. Từ đổ nàng thở tập vợt thế xuân linh, nên câu tiễn nghi biệt giờ nghỉ đây. Quá muộn màng tiểu mũi ơi, lòng đã xa nhau dán dẫm thì đường ra khỏi qua sơn đâu là duyên cơ để chia ly. Có sầu bi xin cất giữ sầu bi, còn gian dở xin để tôi chở theo sương gió lạnh lùng. Xin vĩnh biệt. Hiu hiu lá rơi, mây dần cuối trời, cô quắc xa vời, tình đầu vương vấn, bỗng thiên rẽ đôi, thăng thăng mấy lời. Lòng sầu chưa chan, sâm thương đôi đàn. Ly biệt quê nhà muôn dặm quang hà, mong đời chi cuộc tao phùng ngăn lệ anh hùng. Quê người muôn đời thương nhớ, ngàn ngày xa vắng, sống với chim thành, chờ
giờ tàn kiếp qua lý hương ngày ấy muôn dân nhớ chăng hướng chung hoàng cung tim đau từng cơn mộng trên cửu trùng thương thân hồng nhan tự duyên bé bàng tiếng gió câu vẫn đưa dòng dập theo muôn tiếng chiên như tiếng đưa hồng ai giọt lệ quyền trăng trên đường sang chim quất đánh dấu một đời qua tan tác mộng không thành khóc chúng ơi lô luyến làm chi mà trỗi lên khúc tống biệt hành hãy nhìn nhau trong câm lặng rồi hãy trở về đi tưởng tiếc quyền trăng khi tiếng trong chiên dục thúc rền dân đưa kiệu qua đến tận chim thành tôi dán bức rèm thưa nhìn lại cố hương chỉ thấy mịt mờ màn sương điểm trăng vì hai cháu ô lý nên phải hy sinh một gái thơ đào tan tác đời qua cua nát ruột anh hào nức nở buồn chưa ngày xuất gia nghẹn ngào khi nói tiếng chia ly giả biệt nam bang ta khẽ ngâm lên mấy lời thơ vịnh bởi môi sầu tha thiết sao lại hồng cứ rằng rủa tràn mi quyền trăng ơi quyền trăng ơi chim diệt từ đây cách biệt rồi một thuở ly hương sầu vàng kiếp mộng vàng tan tác lá vàng rơi tướng quân ơi tôi còn nhớ trong một đêm sương lạnh nguyệt tàn canh rồi bóng mái tây lâu tôi đang tựa rèm khuya nức nở âu sầu tướng quân không nải điều nguy hiểm lẻn vào ngự quyển để tìm tôi tướng quân có hỏi tôi rằng người ngọc còn đó ta vẫn còn đây vậy chứ mảnh hoa tiên còn ghi lời minh thầy hay là nặng nghĩa quân dương nên phụ kế si tình người hãy cùng tôi ép dòng dư lại đừng vì nhau mà nặng khối u sầu đâu phải vì ta mà tan vỡ mộng ban đầu rất đổi một đấng tu mi lòng đầy nhiệt quyết như tướng quân mà còn cúi đầu thừa lệnh thánh quân huống chi phận gái như tôi dám nào nghịch chỉ hôm nay với giả biệt nam bang lên đường sang chim quất tướng quân hãy để cho tôi dằn cơn cảm xúc lao dòng châu để cất bước lên đường ngàn năm lỡ giấc ngủ
mong vàng từ đây. Đời sau nếu có ai nhắc nhở đến Quyền Trân, xin hãy biết cho rằng Quyền Trân này vì quyền lợi của quốc gia, muốn đem về đất Việt hai châu Âu lý, nên đành bóp bi nát con tim mà giết chết một mối tình đầu. Khắc chung ơi đường sang chim quốc xa xôi lắm, thôi kệ từ đây vĩnh biệt rồi. Mơ về đất Việt sầu thương nhớ, chim thành chốn chặt một đời Quyền Trân.